mời các bạn hôm nay là sẽ đến với phần thực hành công nghệ của nhóm em. Đó chính là nhóm làm mứt từ rau quả. Và đây là các thành viên của nhóm. Đầu tiên em là Lê Minh Tuấn. Và tiếp theo sẽ là bạn Dương Nguyễn Phi Long. Và Nguyễn Quang Nguyễn Quang Tuấn. Và đây là bạn Vũ Quang Vinh. Và bạn Phan Huy Đức Tài ạ. Đưa sáng cho mặt ta. Đầu tiên là chúng mình sẽ đi rửa tay với bạn. Rửa tay. Đi vô rửa tay lại. Chúng ta phải tập thể dục mỗi ngày. Đầu tiên là các bạn cười rồi. Đầu tiên là làm ướt tay. Nhớ 6 bước rửa tay không các bạn. Rửa tay bằng 6 bước. Yeah. Rồi mấy bạn kia cũng rửa đi, mấy sponge đi các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu giờ làm cắt. Bây giờ chúng ta tiên cắt dừa các bạn. Rồi. Ok. Bước đầu tiên để làm mứt dừa đó chính là chúng ta sẽ lấy những cái miếng cơm dừa rất là lớn như vậy. Và chúng ta sẽ cắt nó thành những miếng nhỏ. Giống như vậy. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ chia vô ra và cắt những cái miếng đó. Rồi ok. Đang quay đó nha. Be careful man. Phải hồi đó lấy sữa mọ mà bứt. Không có bị đau bụng đâu. Quay xuống dưới á, cái chỗ cắt đó cho mình thấy chuyên nghiệp. Yes. Ừ. Gì quay gần quá vậy? Cái bự vậy được không ta thấy đó. Rồi, quá đẹp. Yeah. Nó cắt đúng mỏng luôn á. Hơi dài được. Nó dài mày cắt thành cái nhỏ ra không? Thế là dài á. Kệ đi. Thôi lấy cái miếng mình ra làm. Miếng này phê quá. Lượm thêm đi. Khá là mỏng rồi. Quay luôn rồi. Cắt nó ra nha. Cắt cái gì vậy? Cắt đi, cắt đi. Giờ cắt nó ra nha. Không. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái miếng như thế này mà mình mới cắt xong á, mình bỏ vô cái thau này để mình rửa nước. Thì mình rửa theo vài lần đầu sẽ nước nó đục như là nước nấu cơm vậy, nên là mình sẽ rửa từ từ cho đến khi nào nước nó trong lại thì lúc đó mình sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Thôi bỏ vô. Rồi tắt đi. Rồi để đi. Đãi vào bóng tài hay là giò? Giò đi, giò đi, rửa, đừng có mạnh quá. Rồi hai đứa bay làm. Ê, đi chơi nó banh cho anh. Tôi nhanh nha, tôi nhanh nha. Tại tao làm đi chơi. Bây giờ để tao làm đi chơi. Nó hấp dẫn quá. Trời nó mềm mày. Mày được chưa, được chưa? Lắc ra đi. Lắc ra đi, chắc ra đi. Hãy bỏ nhiều nước quá tụi bay. Cũng phí quá. Tao pha nước của mình đâu. Đó, giờ thấy không? Nó sáng suốt chưa? Vậy nó dễ hơn. Vào đây, nước đã xong. Nước đã xong nhưng các bạn. Nó đã trong rồi. Rất là sạch nhé. Rất là hoàn toàn vệ sinh thực phẩm. Nhớ ăn nha. Ăn làm gì? Mày làm gì nó gớp. Thằng già này nó có ai làm như vậy. Mày sang qua cho nó gớp. Ra cho tao quay, cho quay. Thôi. Ghê quá. Hai phần ba. Ơi, từ từ đến. Cánh. Cánh đi ơi. Ủa? Miếng nữa. Rồi. Được rồi. Quét rồi. Ủa, không quên. Đây. Quay đi.
giờ mình sẽ đợi khoảng 1 tiếng để cho mứt, không chưa phải là mứt nữa, vừa thôi nó sẽ ra nước, nó ra nước đường, nó là bỏ đường sên, đúng rồi, rồi đợi các bạn, đâu. Mình sẽ đổ dừa, sơ dừa lên chảo cùng với nước. Và mình nãy mình giờ mình ngâm nó ra được nước, thì giờ mình đổ lên đây để mình xào qua xào lại để lấy hồi nó ra được mứt dừa. Senpai Vinh. Yes. Mình để hồi này. Ôi, coi chừng nó lại bị khét như lần không. Như các bạn thấy, nước đã gần như là tạng. Đã tạng. Đã tạng. Và đây là chúng ta đã gần sâu rồi. Và nước đã gần như là cạn hết. Cạn. Sao mà thôi. Yeah. Phải gáy vào bạn bị ngọt. Tại vì nó khô. Bây giờ để người sau rồi mình sẽ thêm tí bột vani vào để cho nó tăng cái mùi vị lên. Vào đây. Phải không? Tí hả? Tí. Đây, đây là bột vani. Nó sẽ trộn đều. Nó đồ dùng chuyên nghiệp quá à. Còn nữa nè, nếu cần. Bồ, gì đâu? Chưa được. Thấy nó đặc ở đó. Ít lắm luôn á. Nè. Đặc lại luôn á. Very good. Rồi giờ phải để nguội á. Càng ngày càng nhìn thấy giống bún. Bây giờ đi về. Gì giờ đi về? Đi về mày đang ở nhà mày mà. Tụi tao không đi về được. Sao vậy? Tụi tao phải đợi cho nó nguội xong rồi. Tao xử lý nữa chứ. Để tí nó về tao xử lý vô. Nhưng mà nếu mà tụi tao về mày nói làm sao vậy sẽ vắng mặt của bốn thành viên còn lại. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng luôn. Chính xác. Và sau 30 phút trộn và đây đợi thành quả. Rất là ngon. Không, ngon và thử. Rất là cứng nha mấy bạn. Rất là cứng. Ủng hộ tụi mình, cho tụi mình 10 điểm. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào dĩa, đợi nó nguội một tiếng nữa. Thực ra nó không nguội rồi. Rất là ngon. Ngon lắm, ngon lắm. Thôi đừng ăn nữa. Ngon lắm, ngon lắm. Nhớ ủng hộ mình. Cho tụi mình 10 điểm. Oh, what the fuck? Dude, no, no, no. What are you doing? No, son. Cái này là extra clip. Extra clip, post credit. Turn this thing off. Post credit, after credit. FBI is gonna ban this one. No! What the fuck? Oh my god! Lắm mẹ gì vậy mày? Mà tóc tái rồi. Thôi đi. Nó giống rồi nè. Ê, giống rồi. Oh shit. Oh, oh, oh. Thành công rồi. Thấy nha. Mà sao nó ít quay lại trơn rồi. Mà bây giờ nó lại ít quá vậy. Mà sao đó. Tốt thì tốt. Tao sẽ người chịu. Ăn nữa là được không? Giờ mình lông cháu phụng là đẹp rồi đó. Sao vậy? Sao vậy? Đó, được rồi, được rồi. Được rồi. Được rồi. Người thấy kia mà không thấy cái này không? Thành quả hả? Ê, mình cắt cái khúc sấy thì để tao coi thành quả đấy. Nghĩ là đợi nó 30 giây.